Lập Facebook, gái xinh nhắn tin thử lòng người yêu, cô gái nhận về cái kết ngỡ ngàng. Mới đây, một cô gái trong lúc rảnh rỗi xinh nông nổi đã quyết định thử lòng người yêu mình bằng cách lập nick ảo. Nhưng xui thay, chàng trai đã nhận ra mà nhập vai hời nòn của cô người yêu mình. Chưa kịp quýnh gan đã bị lật tẩy, đúng là nhục bốn đội quần luôn. Cảm ơn bạn đã quan tâm video của chúng tôi. Đừng quên like, đăng ký và theo dõi kênh Fit để cập nhật tin tức mỗi ngày nhé.